Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Tiếng Hạt Lây Huỳnh. Ngày hôm nay lại là một video nói về Fat Bob, và lại là một video nói về Bo Vans 2, hệ thống ống xả Vans 2 trên chiếc Fat Bob mà mọi người đang thấy. Đó chính là cặp Bo Vans 2 Short Short đã được gắn trên rất là nhiều dòng xe Hạt Lây từ trước tới giờ. Có thể kể đến là Short Short trên nổi tiếng nhất là Short Short trên dòng Sportster, điển hình như là 48 hoặc là 72, 72 hoặc là Roadster 1002. Thì Vans 2 nó có hai cái dòng bô nổi tiếng, đó chính là Vans 2 Short Short và Vans 2 Big Radius. Thì cái Short Short nó sẽ là một cặp bô song song ngắn được vác xéo ở cái phần đầu bô. Ngày hôm nay Tiến chỉ nói về cặp bô Vans 2 này thôi nha, chứ Fat Bob thì nhiều video rồi. Đó, thường thường thì các video trước thì mình hay nói về xe mà mình ít nói về cái bô này, mà thường ai chơi Hạt Lây đều biết tới thương hiệu Vans 2. Thì cái Vans 2 này theo Tiến được biết thì nó được thành lập từ cái công ty được thành lập từ năm 1979, hơn 40 năm rồi, và nó sản xuất các loại bô cho đa số các thương hiệu xe mô tô luôn. Có thể kể tới đầu tiên là Harley Davidson, rồi Ducati thì mình hay nghe tới Terminoni, nhưng mà Vans 2 nó cũng có làm, rồi các hãng xe Nhật giống như là Honda hay là Yamaha hay là Suzuki. Đó, thì cái bô Vans 2 này từ trước tới giờ luôn, cho tới ngày hôm nay luôn, cái cặp Short Short này là cái cặp bô rất được ưa chuộng của những người chơi Harley Davidson tại Việt Nam. Bởi vì cái thiết kế nó ngầu, nó gọn gàng. Mọi người biết rồi đó, ở Việt Nam mình thì cái xu hướng là thích cái xe, mặc dù cho nó xe to nhưng mà các chi tiết nó càng gọn gàng, nó càng tinh tế thì nó càng tốt đó. Và cái Vans 2 này, cái thẩm mỹ, nói về cái thẩm mỹ trước thì nó đã được lòng rất là nhiều những anh chị chơi xe Harley Davidson. Nói về cái thứ hai, cái điều quan trọng nhất trên một cái bộ bô, một cái hệ thống ống xả, đó chính là tiếng nổ. Thì cái âm thanh, khi mà nghe nói tới cái âm thanh tiếng nổ của Hạt Lây thì mọi người hay mường tượng tới cái âm thanh nổ to, rời, chát của Titan. Thì cái Vans 2 này nó gần như là nó tạo nên một cái đặc trưng, một cái ghi sâu trong đầu của mọi người về cái âm thanh tiếng nổ của động cơ của Hạt Lây Davidson. Đặc biệt là trên những cái dòng Sportster 1002 thì cái tiếng nổ nó rất là giòn và nó rất là chắc ha. Thì cho tới ngày hôm nay Vans 2 vẫn sản xuất những cái loại bô cho các cái dòng máy mới của Harley Davidson, ví dụ như là Milwaukee, hoặc là kể cả trên những cái máy làm mát bằng dung dịch mới Revolution Max trên Sportster S hoặc là trên Pan America. Đó, thì quay để cho mọi người ngắm lại cái vẻ đẹp của cái bộ bô này, để cho mọi người có thêm những cái góc nhìn khi mà mình lựa chọn một hệ thống ống xả cho xe mô tô, đặc biệt là cho xe Harley Davidson của mình. Thì mình coi thử nó, các cái loại ống xả, cái kiểu dáng của nó như thế nào, có thích hợp để gắn lên trên cái xe của mình hay không, và nó có đúng cái sở thích của mình hay không. Còn về giá cả, giá thành thì cặp bô này giá nó cũng không có quá mắc, tầm khoảng 30 triệu thôi, hơn trên dưới 30 triệu gì đó, ở tại Hạt Lây quận 7 hay là các dealer chính hãng đều bán. Và bên Tiến cũng chuẩn bị thu vào một chiếc Fat Bob đã qua sử dụng, cũng sử dụng bô Vans 2 luôn, nhưng mà nó lại là Big Radius, nó là bô cong. Thì ai mà thích ngắn gọn, nổ giòn, nhìn cái xe nó tốc độ nó sắc bén thì chơi cái Short Short này. Còn ai mà thích nghệ thuật hơn chút xíu, thích đường cong hơn chút xíu thì mình chơi cái Big Radius. Ok, mình cùng nhìn lại một vòng nữa chiếc Fat Bob đời 2022 đã được độ hệ thống ống xả Vans 2 Short Short, rất là đẹp, rất là ngầu ha. Và cho phép xen vào chút xíu là Fat Bob 2022 thì hiện tại bên Tiến vẫn đang có xe nha.
vẫn đang có rất là nhiều xe về và vẫn đang available để nhận cọc để giao xe. Cho nên anh chị nào quan tâm cái mẫu Fastbob này, yêu thích cái mẫu Fastbob này thì cứ ghé qua dealer xem xe, trải nghiệm rồi chốt xe. Đó. Còn ai mà thích van 2 short short thì cứ mua xe, rồi bộ phận P&A sẽ tư vấn để mình lên một bộ bô short short theo ý của mình. Đó, Fastbob màu xám, Fastbob màu đỏ đã qua sử dụng, Fastbob màu đen và chuẩn bị có thêm một chiếc Fastbob màu đen nhám, có bô van size, big radius. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video.